Chúng ta sẽ cùng đến với sân Đông Prince Stadium để chứng kiến trận đấu cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, cuộc đối đầu giữa những đội bóng có thể nói là đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan. Trận đấu sẽ quyết định ngôi vị đầu bảng của bảng B. Chúng ta đang nhìn thấy sự xuất hiện của một vị đàn ông đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng mà U22 Việt Nam và U22 Thái Lan thi đấu tại Prince Stadium. Từ bán kết, các trận đấu sẽ được tổ chức tại sân đấu Olympic Quốc gia. Và như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. U22 Việt Nam trong trang phục toàn đỏ ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Cho đến thời điểm này tại môn bóng đá nam tại SEA Games 32 đã có 3 cầu thủ ghi được 4 bàn thắng, trong đó có Văn Tùng, tiền đạo của U22 Việt Nam. Hai cầu thủ còn lại đã có được 4 bàn thắng là Raman của Indonesia và Saravanan, cầu thủ của U22 Malaysia. Malaysia là đội đã bị loại, nhưng trước khi về nước thì họ đã có một cơn mưa bàn thắng vào lưới của Singapore tới 7 bàn. Anand vẫn là Anand Joshua. Những trận đấu đầu tiên tại SEA Games lần này thì Anand Joshua thường vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng trong hai trận đấu gần đây thì Anand Joshua là người được huấn luyện viên Sida tin tưởng và giao cho vị trí đá chính. Người thực hiện tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Thái Lan là tiền vệ Thirapa. Rất nguy hiểm. Đó là một tình huống phối hợp bài bản của các cầu thủ U22 Thái Lan. Một tình huống treo bóng về phía sâu phía sau và tận dụng chiều cao của các trung vệ. Lê Văn Đô. Tình chạm bóng của Văn Trường. Trận đấu đầu tiên của Văn Trường tại SEA Games. Rất vô duyên. Cú trượt chân của Lương Duy Cương và bàn thắng mở tỷ số đã đến với U22 Thái Lan. Người ghi bàn là Achipol. Trận đấu thứ hai Lương Duy Cương xuất hiện trong đội hình chính thức của U22 Việt Nam. Và rất tiếc là đội trưởng U22 Việt Nam đã mắc lỗi. Điều kiện mặt sân của Prince Stadium lúc này là không tốt. Sau rất nhiều những trận đấu phải cầy ải ở vòng bảng, sau những ngày mưa thì điều kiện mặt sân đã không thực sự thuận lợi. Và vừa rồi thì Lô Duy Cương đã không kiểm soát được những bước di chuyển của mình. Cú trượt chân rất đáng tiếc của Lương Duy Cương đã tạo cơ hội tuyệt vời cho Achipol có điều kiện đối mặt với Đoàn Huy Hoàng. Và với một cầu thủ được đào tạo bài bản tại Đức thì đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Sai sót trong tình huống bị trượt chân của Lương Duy Cương là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên với quan điểm của tôi thì vấn đề của U22 Việt Nam trong tình huống bàn thua vừa rồi đó là cái cách mà chúng ta đã nhập cuộc, cái cách mà chúng ta tiếp cận với những pha bóng trước khi bóng đến với Achipol để có được bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta đã có một hai pha đập nhả ở phía sân và khoảng cách của đội bóng đỏ đã không được đảm bảo. Hàng phòng thủ có vẻ như bị tụt lại và không theo kịp những diễn biến. Và khi tình huống bật ngược trở lại thì có vẻ như Lương Duy Cương và các đồng đội đều bị giật mình. Như chúng ta đã nói, đã trao đổi trước khi bước vào trận đấu này, đây là cuộc đấu mà cả hai huấn luyện viên đều không quá đặt vấn đề nặng về thành tích, về kết quả. Mục tiêu quan trọng nhất của cả hai đều đã được hoàn thành sau 3 lượt trận đầu tiên, đặc biệt là với U22 Việt Nam. Vấn đề là cần phải có sự đảm bảo lực lượng. Một cơ hội cho U22 Việt Nam được căng ngang, quá chậm. Đó là Lê Văn Đô. Lê Văn Đô đã có được một cơ hội cực kỳ thuận lợi, cũng giống như tình huống dẫn đến màn thua của đội tuyển Việt Nam. Hàng phòng ngự của U22 Thái Lan cũng mắc sai lầm. Nhưng không hiểu vì sao trong pha bóng vừa rồi Lê Văn Đô đã không đưa ra được một giải pháp tốt nhất. Thời cơ đã trôi qua và Jonathan Kennedy cũng đã có một pha xoạc bóng phòng ngự xuất sắc. Trong pha bóng vừa rồi, nếu Lê Văn Đô có được một quyết định xử lý sớm hơn, quyết đoán hơn thì cũng rất có thể đội tuyển U22 Việt Nam đã có bàn thắng sau màn tỷ số.
người vừa chạm bóng trong tình huống không chiến vừa rồi là Văn Trường. Cả hai đội bóng đều có những nhân tố mới trong đội hình và đương nhiên nó cũng sẽ có những sự sộc sạch, cũng sẽ có những sai sót. Đội bóng đang tận dụng sai lầm của đối thủ tốt hơn, đang là U22 Thái Lan. Nhưng chắc chắn là trận đấu này sẽ là một vốn quý đối với cầu thủ vốn thuộc đội hình dự bị của U22 Việt Nam. Họ cần được chơi, họ cần phải có những trải nghiệm, những va chạm để sẵn sàng cho những tình huống kế tiếp của giải đấu năm nay cũng như chặng đường sắp tới trong sự nghiệp của mình. Giả sử đây là một thất bại thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến chiến dịch của U22 Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể xác định được đối tượng và với tầm mức ở bóng đá khu vực Đông Nam Á thì những gì mà bóng đá U22 Indonesia đã thể hiện ở vòng bảng là đáng tôn trọng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có những cơ hội, thậm chí là những cơ hội lớn. Những gì mà đội U22 Malaysia đã thể hiện ở lượt trận đầu tiên đã khiến chúng ta có cảm giác rằng chúng ta sẽ không thể chơi một cách hiệu quả trước họ. Nhưng trên thực tế thì ở trận đấu đối đầu trực tiếp với Malaysia, mọi chuyện cũng đã diễn ra theo cái cách mà chúng ta hình dung, có nghĩa là chúng ta có được sự chủ động và kết quả là đúng như muốn. Thì huấn luyện viên Philippe Chuzier đưa ra một đội hình có tới 8 cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, có nghĩa là đội U22 Việt Nam cũng đã có những sự toan tính nhất định về mặt chiến lược, có nhiều điều để tính toán. Đối thủ cũng là một chuyện, thời gian thi đấu cũng là một chuyện, và kể cả sức mạnh của đội tuyển U22 Thái Lan mà chúng ta phân tích khi gặp ở trận đấu này cũng sẽ là một vấn đề được đưa lên bàn cân để phân tích. Huỳnh Công Đến, lúc này thì Huỳnh Công Đến và Lê Quốc Nhật Nam đang là những người chơi thấp nhất của hàng tiền vệ. Hỗ trợ cho bộ đội này là Đinh Xuân Tiến, tiền vệ đến từ Sông Lam, Nghệ An. Hai cầu thủ đang chơi cao trên tấn công của U22 Việt Nam là Lê Văn Đô và Nguyễn Văn Trường. Theo quan sát của tôi thì Đinh Xuân Tiến là người đang được yêu cầu hoạt động rộng và thậm chí có thể nhô lên như một trung phong. Văn Trường ở những phút đầu tiên của trận đấu có xu hướng hơi lệch đi từ cánh phải. Và phạm lỗi của Khương Văn Khang. Người vừa bị phạm lỗi là Setasit, một trong hai cầu thủ vừa mới bổ sung cho U22 Thái Lan trước khi trận đấu với Lào diễn ra. Setasit và Jonathan Kiembe là những trường hợp bổ sung sau cùng. Họ đã đều ra sân trong trận đấu với U22 Lào để làm nóng. Và ngày hôm nay, cả hai đều xuất hiện trong đội hình chính thức của U22 Thái Lan. Khá bất ngờ khi lúc này một đôi trung vệ của U22 Thái Lan là Jonathan Kiembe và Chay Pipat. Chay Pipat vốn dĩ được biết đến như một tiền vệ phòng ngự, nhưng trong những trận đấu gần đây anh đang sắm vai trung vệ lệch phải trong sơ đồ 4-3-3 của huấn luyện viên Pisara. Đó là tình huống pha bóng của Ngọc Thắng. Ngọc Thắng đang có những phút thi đấu đầu tiên tại SEA Games lần này. Trong tổng số 20 cầu thủ của U22 Việt Nam trước khi trận đấu này diễn ra thì có 18 cầu thủ đã có cơ hội được trải nghiệm không khí thi đấu tại SEA Games. Chỉ có 2 người chưa từng ra sân ngày hôm nay đã xuất hiện trong đội chính thức là Đoàn Huy Hoàng và Ngọc Thắng. Phút thứ 10 của trận đấu giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Thái Lan. Các tiền vệ của U22 Việt Nam đang tích cực tranh chấp và sẵn sàng phạm lỗi với các tiền vệ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện bên phía đối thủ. Người vừa bị phạm lỗi là Leon James, một người sinh ra ở Anh và được đào tạo ở câu lạc bộ trẻ của Leicester City. Người đã phạm lỗi với Leon James là Lê Quốc Nhật Nam. Lê Quốc Nhật Nam có trận đấu thứ 2 đá chính tại SEA Games lần này. Chỉ
Chisat. Hongsakon Chisat có thể coi là hậu vệ biên phải số 1 của U22 Thái Lan tại SEA Games năm nay, người đã ra sân chính thức trong cả 4 trận đấu đã qua của đội bóng này. Surjan Kemdes và khung sút bóng của Anand Pirapa có lẽ là không kịp. Đội Thái Lan đang kiểm soát trái bóng một cách hiệu quả, và trong cách chơi của họ thì chúng ta nhận thấy rằng họ có cách tiếp cận tương đối đa dạng, và những cú thả bóng vào khe như chúng ta vừa thấy là một trong những phương án điển hình mà Thái Lan đã thể hiện nhiều trong những trận đấu đã qua. Có thể nhận thấy là nền tảng thể hình thể lực của Thái Lan là rất tốt, nhưng không chỉ có vậy, họ còn có một nền tảng về mặt kỹ thuật đủ tốt để có thể duy trì hệ thống chiến thuật như họ đang có. Trong nhiều năm qua thì chưa có lúc nào lứa trẻ của Thái Lan lại đến với SEA Games bằng một chất lượng đồng đều và hùng hậu như vậy. Họ xứng đáng là ứng viên số 1 của tấm huy chương vàng SEA Games 32. Nhưng trận đối đầu này chưa phải là trận đấu quyết định. Trong quá khứ tại SEA Games, đã Việt Nam và Thái Lan đã từng có những lần đối đầu với nhau tại vòng bảng, rồi sau đó lại gặp lại nhau trong trận chung kết. SEA Games năm 1999 là một ví dụ điển hình, đó cũng là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan đã gặp nhau tại vòng bảng, và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Và sau đó khi chúng ta gặp lại đối thủ ở trận chung kết thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thất bại với tỷ số 2-0. Hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều đến từ những tình huống sút xa của các tiền vệ và Lucid bên phía đội tuyển quốc gia Thái Lan. Đó là một trận đấu hay ở giai đoạn những năm 1995, 1999, 2000, giai đoạn mà cả đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đều có được thế hệ cầu thủ rất chất lượng. Ở SEA Games năm 2003 trên sân nhà, chúng ta cũng đã hòa Thái Lan trong trận đấu tại vòng bảng, trận đấu mà Văn Quyến đã mở tỷ số bằng pha đi bóng và sửa lòng chân phải đúng theo phong cách sở trường. Bàn gỡ hòa trong trận đấu đó cho U23 Thái Lan những phút phạt của Thanh Long. Gặp lại nhau trong trận chung kết, U23 Việt Nam đã đổ thua tình huống bàn thắng vàng ở hiệp phụ. Một gôi, không có cú dứt điểm nào từ phía các cầu thủ U22 Việt Nam. Tiếp tục là cú đỏ, không được, đã có lỗi của Khuất Văn Khang. Vừa rồi là một tình huống tấn công chất lượng của U22 Việt Nam, nó đến từ một pha mở biên khoảng 45m của Huỳnh Công đến, và sau đó là tình huống xử lý chất lượng của Khuất Văn Khang. Rất tiếc là Hồ Văn Cường đã khống chế lỗi trong trận đầu tiên và bỏ lỡ cơ hội. Nếu như khống chế tốt, thậm chí là có thể dứt điểm ngay ở trận đầu tiên thì rất có thể Hồ Văn Cường đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho U22 Việt Nam. Chúng ta vẫn có những cơ hội chứ không phải là không có, cho dù lúc này tỷ lệ kiểm soát bóng đang vượt trội nhưng về phía đối thủ. Tôi nghĩ rằng trong những phút vừa rồi thì cái cách mà U22 Việt Nam triển khai trái bóng bên phần sân đối phương là mạch lạc. Chúng ta không gắn kết bằng những pha bóng ở đoạn ngắn mà chúng ta tận dụng những pha chơi bóng có tốc độ như đường truyền đổi cánh vừa rồi của Khuất Văn Khang. Rõ ràng là một tình huống đã mở ra một khoảng trống cho Văn Cường, và bây giờ lại một pha băng lên, không được, đường truyền là không đủ sắc để có thể tạo ra được một khoảng trống cho Huỳnh Công đến. Chat Bung Cun của Thái Lan vẫn đang triển khai một lối chơi kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà. Họ rất tự tin thực hiện điều này xuyên suốt trong quãng thời gian đã qua của SEA Games. Lối chơi này cũng là lối chơi họ đã thể hiện tại Doha Cup 2023. Cho dù giải đấu đó U22 Thái Lan cũng phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh. Lô Duy Cường
Khuất Văn Khang. Hôm nay thì Khuất Văn Khang thi đấu cùng vị trí của Võ Minh Trọng. Lê Văn Đô, vẫn là Văn Đô. Ngọc Thắng, rất nhiều những đường chuyền dài. Khuất Văn Khang quả tạt ngay. Đội Việt Nam đang tạo ra được những sức ép tốt. Hồ Văn Cường, ôi không được, bóng không thể vượt qua được tầm kiểm soát của Chea Pipat. Chipol, Anan, trọng tài xác định không có lỗi của Ngọc Thắng trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Anan đã đi bóng quá dài, anh không kiểm soát được. Sau bàn thua bất ngờ đến từ một sai lầm cá nhân, thì trong những phút đã qua, U22 Việt Nam đã lấy lại được trạng thái cân bằng về mặt tâm lý thi đấu. Họ đã chơi tốt dần lên. Trước khi giải đấu SEA Games này diễn ra thì nhiều người đã lo lắng về phong độ cũng như là cách chơi của U22 Việt Nam. Nhưng rõ ràng là giải đấu này, đội tuyển trẻ của chúng ta đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu với Lào là một trận đấu có thể nói là phong độ không thực sự thuyết phục dù chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trận đấu thứ hai với Singapore là một trận đấu mà chúng ta đã giành chiến thắng cách xứng đáng với rất nhiều những mảng điểm, rất nhiều những đường nét rất rõ ràng. Đây là Hồ Văn Cường. Đánh đâu! Thiếu chút nữa thì tỷ số được cân bằng 1-1. Cú chạm bóng của Khôn Văn Khang. Thêm một pha tạt bóng, lần này là bên phía cánh phải. Rất tiếc cho Khôn Văn Khang. Một tình huống tấn công hay, một quả tạt ở phía cột sau của Ngọc Thắng. Khôn Văn Khang đã băng lên đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ tiếc là điểm tiếp xúc bóng cuối cùng của Văn Khang thì đã không thể đưa che bóng vào phía khung thành trống. Có lẽ là Khang cũng đã bị khuất tầm nhìn bởi tình huống băng ra của Thirawas. Hôm nay là sinh nhật của Khuất Văn Khang, và nếu như pha bóng vừa rồi Khang có được bàn thắng để tự chúc mừng sinh nhật cho mình thì nó sẽ là một món quà tuyệt vời nhất. Chất lượng trong pha tranh chấp của thủ môn dự bị Thirawas, thủ môn số 2 của U22 Thái Lan tại SEA Games này cũng không phải là quá cao. Đáng tiếc cho Khuất Văn Khang. Với hai quả tạt gần nhất thì U22 Việt Nam đều tạo ra được sóng gió. Đó có thể là cách mà chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng để chơi những phút tiếp theo. Nhưng tôi muốn chờ đợi có thêm những giải pháp khác nữa. Đây không phải là lực lượng chính của U22 Việt Nam, nhưng đây lại là lực lượng rất cần tích lũy niềm tin, sự từng trải để có thể ứng biến trong những tình huống mà U22 Việt Nam sẽ cần ở chiến dịch SEA Games này. Chúng ta sẽ có một trận bán kết trước mắt, và ngay cả trong trận đấu này thôi thì việc mà chúng ta bị dẫn cho lúc này cũng là điều mà chúng ta cần phải cố gắng để cải thiện. Trên khán đài như chúng ta đã thấy, huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt. Trận đấu mà ông Park Hang-seo dẫn dắt bóng đá trẻ Việt Nam đầu tiên là trận đấu thành tích 150 ở đấu giao hữu trên đất Thái Lan, và đó là trận thắng của bóng đá trẻ Việt Nam trước thềm của giải đấu tại Bình Châu. Vừa rồi là một pha xử lý quen thuộc của Levando. Levando đã luôn luôn có những tình huống di chuyển sang bên phía nách trái, lắc vào chân phải và thực hiện những cú đá cứa lòng ở những cú sút bù trong. Vừa rồi là một cú đá cứa lòng đưa trái bóng đi trúng đích, nhưng lực dứt điểm thì lại hơi nhẹ. Tôi vừa muốn nhắc lại kỷ niệm đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá trẻ Việt Nam khi chúng ta thắng lứa trẻ Thái Lan năm đó trước thềm của giải đấu ở Trân Châu. Khi chúng ta thắng đội Thái Lan thì niềm tin của chúng ta được nhân lên. Khi chúng ta vượt qua được đối thủ kinh địch ở khu vực này, chúng ta hiểu được rằng chúng ta có thể còn thắng họ ở những sự kiện tiếp theo. Chúng ta đủ tự tin để có thể phấn đấu với những mục tiêu cao hơn. Và trong trận đấu này, một trận đấu không có quá nhiều ý nghĩa, không bắt buộc phải thắng bằng mọi giá, thì việc đội hình không phải mạnh nhất của huấn luyện viên Tu Di nếu như đạt được kết quả tốt thì chắc chắn đó cũng sẽ là sự củng cố niềm tin. Tất nhiên dữ liệu bởi
một trận đấu có quá nhiều những cầu thủ dự bị như này chưa hẳn sẽ đem đến cho các huấn luyện viên những ý tưởng đủ tốt cho trận đấu mà giả sử chúng ta sẽ gặp lại họ, đó là trận chung kết. Nhưng ít nhất là chúng ta sẽ có một sự tự tin về mặt tinh thần nếu như chúng ta đạt được kết quả xứng đáng trước đối thủ Thái Lan ở trận đấu cuối tại vòng bảng. Và cái cách mà U22 Việt Nam đã thể hiện sau tình huống để thua tôi cho là hợp lý, đó là cái cách mà cầu thủ trẻ vượt lên sau khi đã bị vấp ngã, cho dù chưa phải là bàn thắng gỡ hòa nhưng thế trận trong những phút vừa rồi, những tình huống triển khai, cách mà các em vượt qua được những khó khăn trong những tình huống tranh chấp ở phía dưới sân, tôi cho rằng đó là một nỗ lực đáng ghi nhận. Và nên nhớ rằng rất nhiều người trong số họ đang chơi những phút đầu tiên tại SEA Games lần này. Nó cũng giống như trường hợp của Quang Văn Chuẩn trong trận đấu với Malaysia. Chuẩn đã mắc lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thua, tình huống mà đối thủ rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 và khiến phút còn lại chúng ta trở nên khó khăn hơn. Nhưng sau đó thì Chuẩn đã trở lại với một cách vững vàng hơn, một tâm lý ổn định hơn và một phong độ xuất sắc hơn. Chúng ta đang được nhìn thấy người đá đông đặc biệt, người đã mang lại rất nhiều những chiến tích, những thành công cho bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ đang xuất hiện trên khán đài. Rõ ràng là sự góp mặt của ông cũng sẽ là một nguồn động viên tinh thần rất lớn cho những cầu thủ trẻ đang thi đấu ở dưới sân. Và có một điều nữa anh Quang Tùng ạ, có thể là những người đang xuất hiện ở trên trận sân trong trận đấu ngày hôm nay, có thể là những người chưa thi đấu nhiều ở giải đấu năm nay, nhưng hãy nên nhớ rằng họ là những người có thể tạo ra được sự đột biến rất lớn. Đội hình chính có thể là một đội hình cơ bản rất mạnh mẽ, rất kỷ luật, rất dồi dào về mặt tranh chấp như Thái Sơn, như Đức Phú. Nhưng ngược lại, những người có thể tạo ra được nét đột biến, những sự tốc độ, những nét thăng hoa thì lại có thể đến từ Hùng Công Tuấn, Quốc Văn Khang, rồi rất nhiều những nhân tố khác, thậm chí là chúng ta còn Quốc Việt nữa. Đó sẽ là những thứ mà huấn luyện viên Philippe Chuje tính toán cho trận đấu sắp tới khi mà chúng ta bước vào cuộc đối đầu bước vào. Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm này. Và thực ra trong những trận đấu đã qua của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này, đã có những ý kiến chuyên môn cho rằng huấn luyện viên Chuje có phần bảo thủ trong việc duy trì một đội hình tương đối cứng, gần hầu hết các cầu thủ chơi cùng nhau. Đó là một quan điểm thông thường của các huấn luyện viên. Nhưng cũng một phần nào đó, những ý kiến mà ở đây rõ ràng là những nhà chuyên môn của bóng đá trong nước hoàn toàn có thể hiểu được rằng rất nhiều những con người còn lại trong đội dự bị của U22 Việt Nam lần này là những người hoàn toàn có thể tạo ra được những đột biến nhất định mà chúng ta cần phải khai thác, cần phải linh hoạt. Pha tấn công của cầu thủ Thái Lan, phạt góc bên phía cánh phải cho đội bóng áo xanh. Lương Duy Cương đang có vấn đề với những bước chạy của mình. Có cảm giác như Lương Duy Cương chưa bắt nhịp được với nhịp độ thi đấu của SEA Games. Những bước chạy của Cương đang có dấu hiệu nặng nề. Và vừa rồi thì anh đã phải vất vả khi đối mặt với một Archipol rất sung sức khi được nghỉ ở trận đấu với U22 Lào. Bàn thắng vừa rồi của Archipol cũng là bàn thắng thứ hai của chân sút này cho U22 Thái Lan. Như anh Quang Tùng đã chia sẻ, U22 Thái Lan đang sở hữu một đội hình có thể nói là trong mơ của họ trong nhiều năm trở lại đây. Có hai cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu đã trở về, đó là Archipol và Chea Pipat. Archipol thì đang thi đấu cho Ausup B, còn Chea Pipat thì thi đấu cho Pomense. Ngoài ra thì cũng có hai cầu thủ từng được đào tạo ở châu Âu cũng đã trở về góp mặt, đó là Leon Jim cùng tập đội trẻ của Leicester và Jonathan Kimble cùng thi đấu tại Đan Mạch. Vừa rồi là tốc độ và sức dướng của Đinh Xuân Tiến, đó là một pha bóng hay. Đây là một cơ hội không vào. Các thủ U22 Thái Lan đang khoét vào vị trí của Lương Duy Cương và Archipol đã rất nhiều lần vượt qua chính trung vệ này. Rất dễ dàng, Archipol chỉ cần một tình huống bật tường 1-2 đã loại bỏ được Lương Duy Cương. Và trong pha bóng vừa rồi là một pha bóng mà Đoàn Huy Hoàng đã xuất sắc. Tôi nghĩ rằng Lương Duy Cương không phải chỉ đang gặp vấn đề về thể trạng, mà cách lựa chọn vị trí đứng của Lương Duy Cương cũng đang có vấn đề. Và đây rõ ràng là lúc mà không chỉ ban huấn luyện, mà nếu như trên sân có thêm một cầu thủ có kinh nghiệm
để nhắc nhở Lương Duy Cương về cách lựa chọn vị trí, cách đeo bám đối thủ, thì mọi chuyện có thể sẽ được điều chỉnh ở những phút tiếp theo. Lúc này thì ở U22 Việt Nam không nhiều cầu thủ có khả năng chơi tốt ở vị trí trung vệ bên trái ngoài Phan Tuấn Tài. Vũ Tiến Long có thể chơi trung vệ được nhưng sẽ chỉ là vị trí trung tâm và vị trí lệch phải. Chân trái của Tiến Long không thực sự tốt. Lê Quốc Việt Nam, Phúc Văn Khang, Xuân Tiến. Tấn công đến. Và xử lý có phần dườm già của Tấn công đến và không thể vượt qua được hai cầu thủ từ phía ngoài Thái Lan. Tấn công đến đã từng được coi là niềm hy vọng lớn nhất của viên Philippe Chuje ở khu vực tuyến giữa. Nhưng rất tiếc là trong quá trình chuẩn bị thì Tấn công đến bị chấn thương và anh đã phải vắng mặt trong đội hình tập luyện khoảng 10 ngày và chỉ kịp hồi phục trước khi U22 Việt Nam di chuyển đến Phnom Penh. Và phần nào đó nó đã khiến cho cầu thủ này không có được phong độ đỉnh cao vào thời điểm hiện tại. Và lúc này thì anh đang cố gắng để tìm lại phong độ của mình. Cơ hội dứt điểm, Leon James. Một pha lý xử lý cơ bản của Leon James. Achipol đã có một tình huống di chuyển rất hay để kéo người và nó mở ra khoảng trống cho tiền vệ lúc này đang thi đấu cho Nongbua Pichaya ở giải Thái League 1. Anh Phương Nam có thể nhận thấy là các trung vệ của chúng ta đang theo người tương đối lỏng. Các tình huống nhận bóng của các tiền đạo áo xanh trong những phút vừa rồi, cho dù ở tư thế xoay lưng lại khung thành của Việt Nam, đều là những tình huống tương đối thuận lợi, tương đối thoải mái. Nếu như chúng ta tiếp tục để cho họ có được một sự thoải mái như vậy thì việc phải đối mặt với những cú sút ở phần còn lại của trận đấu sẽ còn là rất nhiều. Điều này cũng là dễ hiểu khi mà trong số 3 trung vệ của U22 Việt Nam ngày hôm nay đã có 2 người mới, chỉ còn sót lại Quang Thức mà thôi. Lúc này đang là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, người cũng đã có khá nhiều những quãng thời gian thi đấu ở cái league mùa này cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau một mùa được thi đấu tại Long An. Phát Văn Khang, những đột phá sở trường của Phát Văn Khang nhưng không tiếng còi nào vang lên cả. Phát Văn Khang tỏ ra rất đau, lẽ ra đó phải là một quả phạt dành cho U22 Việt Nam. Thứ 29 của đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía U22 Thái Lan. Bàn thắng do công của Achipol. Achipol cũng đang là người dứt điểm nhiều nhất về phía khung thành của Đoàn Hữu Hoàng với 2 lần có cơ hội đối mặt với thủ môn của chúng ta. Ngoài hai tình huống dứt điểm của Achipol thì U22 Thái Lan cũng không có thêm một cơ hội nào sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua. U22 Việt Nam đã chỉnh đốn lại đội hình, trên cách quyết tâm hơn, máu lửa hơn và thế trận đã trở nên cân bằng. Thậm chí là chúng ta cũng đã có hai cơ hội để có thể tạo nên những sóng gió về phía khung thành của Tuna World. Anand Joshua. Cũng như việc của Anand Joshua. Và lúc này thì SEA Games 32 vẫn đang diễn ra với tất cả các môn thi đấu theo lộ trình với những cuộc cạnh tranh có thể nói là rất quyết liệt trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang tạo ra những lợi thế nhất định nhờ thi đấu đều tất cả các môn. Và riêng với môn bóng đá, chúng ta vẫn đang có những hy vọng để có thể
tiến sâu vào giải và bảo vệ được tấm huy chương vàng cả môn bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Ở môn bóng đá nữ, cho dù ở lượt trận cuối để thua trước đội tuyển nữ Philippines, nhưng thầy trò huấn luyện viên Trung vẫn giành được ngôi đầu bảng và giành quyền đi tiếp. Philippines là một đội bóng có tầm vóc, có thể lực và cũng là một trong những đại diện của khu vực Đông Nam Á đi dự World Cup bóng đá nữ. Nhưng ở SEA Games này thì họ đã không tập trung được đầy đủ lực lượng. Mặc dù vậy thì với thể hình và thể lực có thể nói là vượt trội, họ đã khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi là lỗi của Ngọc Thắng. Đây là Jonathan KMD. Người đã có 14 trận đấu chính thức cho bóng đá của Ratchaburi tại Thái Đức năm nay và ghi được một bàn. Jonathan Kennedy là người góp mặt với đội tuyển U22 Thái Lan đội nhất. Huỳnh Công đến. Lương Duy Cương, Nhật Nam, Tô Văn Khang, Lương Duy Cương, nhận bóng đủ để có thể giúp cho U22 Việt Nam có được lợi thế ở tình huống triển khai tiếp theo. Qua từng trận đấu thì U22 Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ, nhưng tôi vẫn có những băn khoăn nhất định trong việc triết lý chơi của huấn luyện viên Thu Diê không được thể hiện một cách đầy đủ, hay nói khác là nó không phải là chuỗi những hành động, chuỗi những phút thi đấu mà chúng ta triệt để theo lối chơi này. Có thể có những lý do, ví dụ như ở trận đấu gặp Malaysia, thời tiết đã làm ảnh hưởng khiến chúng ta buộc phải đổi sang lối chơi bóng dài nhiều hơn, và chúng ta cũng sớm có được bàn thắng nên việc thay thế cách kiểm soát bóng để tạo ra áp lực bằng một thế trận phòng ngự tấn công là điều cũng dễ hiểu. Vẫn có một cái băn khoăn, và đó một băn khoăn không phải chỉ cho lứa trẻ này mà sẽ là đường sắp tới với cả đội tuyển lớn của anh Tuấn Anh. Vâng, chính xác là như vậy. Quan sát đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games lần này thì chưa lúc nào họ thực hiện đúng được triết lý và lối chơi ưa thích của huấn luyện viên Chu Diê, có nghĩa là kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà. Có điều khá đặc biệt đến từ huấn luyện viên Chu Diê luôn tôn thờ lối chơi và sơ đồ hình 3-4-3, nhưng thực chất phải có một điều mà chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng lưới cầu thủ hiện tại chưa đủ chất lượng thể vận hành lối chơi 3-4-3 kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà cách hiệu quả. Bởi vì lối chơi 3-4-3 kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà đòi hỏi chúng ta phải có một thủ môn chơi chân tốt, chúng ta phải có các trung vệ, ba trung vệ đều phải có khả năng kiểm soát bóng và phát động bóng một cách nhuần nhuyễn như những gì chúng ta nhìn thấy Manchester City chơi ở thời điểm hiện tại, như Ederson, như một số nhân vật khác, Nathan Ake, rồi rất nhiều những gương mặt của Manchester City hoặc Bayern Munich. Và một điều quan trọng khác đó là đội hình 3-4-3 muốn vận hành tốt, họ phải có bộ đôi tiền vệ trung tâm cực hay và toàn diện. Bộ đôi tiền vệ trung tâm đảm bảo về mặt thể lực, đảm bảo về mặt kỹ thuật chiến thuật, toán trường. Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi
tác giả của Văn Trường chưa đủ tốt để có thể loại bỏ được Jonathan Kennedy. Chúng ta hãy nhìn lại tiền vệ trung tâm hiện nay mà U2 có. Thái Sơn, Đức Phú là những máy quét đơn thuần. Họ không thể tạo ra những đường truyền mang tính chiến thuật cao. Nhiệm vụ của họ là thu hồi và thực hiện những đường truyền điều tiết và phát động tấn công một đơn giản. Lê Quốc Nhật Nam, Đinh Xuân Tiến hay là Huỳnh Công Đến có những nét sáng tạo, có những đường truyền thông minh nhưng lại không đảm bảo thể lực để có thể hoạt động với cường độ cao giống những gì mà Thái Sơn và Đức Phú đã thể hiện. Thế nên ở giải đấu này chúng ta đang nhìn thấy một U22 cố gắng thi đấu để phát huy tốt nhất năng lực của từng cầu thủ, chứ họ chưa thể vận hành tốt lối chơi của huấn luyện viên Chuyền. Học Thắng là người đã ngăn chặn được pha đi bóng của An An. Trong những phút đã qua thì Ngọc Thắng đang là một trong những nhân tố chơi tốt của hàng phòng ngự, gần như đã vô hiệu hóa được Anan Yusakwa. Anan Yusakwa cũng là một trong những cầu thủ thi đấu thường xuyên tại Thái League 1. Mùa này anh thi đấu cho Lampun Warrior và đã có 25 lần ra sân ở mùa giải này tại Thái League, một cầu thủ rất quan trọng của Lampun Warrior. Huỳnh Công Đến, Lê Quốc Việt Nam, Khuất Văn Khang, thi đấu thứ 38, chúng ta cũng đã có 1-2 cơ hội có thể ghi bàn. Rất tiếc là Khuất Văn Khang hay Hồ Văn Cường không thể thực hiện tốt tình huống dứt điểm cuối cùng. Ngọc Thắng, có thể nhìn thấy mỗi lần cầu thủ áo đỏ cự ly đội hình của chúng ta là khá xa, rất khó để có thể thực hiện những tình huống phù hợp nhóm 3-4 người một cách ngắn nhỏ nhuyễn. Đó sẽ là vấn đề mà huấn luyện viên Chuje sẽ phải tính đến trong chặng đường tăng tương lai nữa, để có thể vận hành được lối chơi như anh Tư Nam đã chia sẻ. Với cái triết lý của huấn luyện viên, đương nhiên cầu thủ của U22 Việt Nam cũng như các cầu thủ ở đội lớn, đội tuyển quốc gia sẽ cần phải tích lũy một nền tảng thể lực cực tốt. Họ phải di chuyển rất nhiều, quãng đường mà họ chạy trong một trận đấu sẽ được đẩy lên. Các tiền vệ mà chúng ta đã sử dụng ở trong đội bóng qua của chương trình này khắc phục phần nào yếu tố thể lực, nhưng phần còn lại là những gì còn của các vệ tinh. Đây là cả một hệ thống chứ không phải chỉ là nhóm của một hai cầu thủ, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải hoàn thiện rất nhiều, tích lũy rất nhiều, khắc phục rất nhiều những điểm yếu để hoàn thiện được lối chơi mà ông thầy người Pháp đang muốn xây dựng. Đường truyền của Huỳnh Công Đến, pha chạm bóng vừa rồi là của Văn Trường. Đường truyền tiếp theo của Hoàng Thắng là không đủ tốt. Thứ 40 của trận đấu và cách biệt vẫn đang là một bàn nghiêng về phía U22 Thái Lan. Lương Duy Cương, Xuân Tiến, Xuân Tiến đang cơ động theo trục dọc, có thể lên rất cao và cũng sẵn sàng lui về rất sâu để hỗ trợ. Nhưng tôi có cảm giác là cầu thủ này không có tích lũy đủ sự tự tin. Bóng cứ đến chân Xuân Tiến là lập tức có một động tác nhả được trở về. Ngọc Thắng trong lần đầu ra sân tại SEA Games đã chơi tự tin từ phía cánh phải như là phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Văn Trường trong lần đầu đá chính cũng đang chơi khá quyết tâm, nhưng U22 Việt Nam vẫn đang thiếu đi sự kết dính, sự gắn kết của đặc biệt là ở khu vực phần sân đối phương. Cha Pi Pat, thẻ vàng đã được rút ra cho Đinh Xuân Tiến. Cha Pi Pat cũng là một cầu thủ đặc biệt của bóng đá Thái Lan,
người đã được đưa sang đào tạo tại Bồ Đào Nha từ năm 2015. Và lúc này thì anh vẫn đang thi đấu tại Bồ Đào Nha. Jeff Pivac có một vóc dáng, một phong cách chơi gợi lại rất nhiều những cầu thủ có chất lượng của Thái Lan trước đây. Nếu như anh Phương Nam còn nhớ thì trung vệ của đội tuyển Thái Lan ở giai đoạn cuối những năm 90 là Mati Tongsuka có một vóc dáng kể cả mái tóc rất giống với Jeff Pivac. Không được. Đinh Xuân Tiến đã không kiểm soát được trái bóng. Đường chuyền rất hay thuộc về Lê Quốc Nhật Nam. Cầu thủ của Lò Tàu Viettel đang thi đấu cho câu lạc bộ Đa Huế đã có một trong những đường chuyền sáng nhất của anh ở mùa SEA Games gần này. Tiếp tiếp là Đinh Xuân Tiến đã không có được bước một tốt. Nhưng ở tình huống vừa rồi thì cũng cần phải lưu ý rằng Kremdi, trung vệ lệch trái của U22 Thái Lan đã chọn vị trí và tác động là vừa đủ để khiến cho Đinh Xuân Tiến gặp khó khăn trong động tác nhận bóng. Việc những cầu thủ như Kremdi thường xuyên được chơi ở Thái Lịch có lý do và nó đem đến chất lượng của U22 Thái Lan ở những chi tiết nho nhỏ như vừa rồi. Đó chính là kinh nghiệm và trải nghiệm thi đấu mà chúng ta có thể nhận thấy là ở bên phía U22 Việt Nam còn tương đối ít, tương đối hạn chế. Có một vấn đề nữa đến từ U22 Thái Lan khi mà tôi là người đã trực tiếp bình luận U22 Thái Lan tại hành trình giải đấu năm nay. Có cảm giác như họ chưa lúc nào phải tung hết sức mình để đá ở trong một trận đấu. Luôn luôn là cách chơi khá thong dong, khá nhàn nhã nhưng vẫn đạt được hiệu quả tối đa. Có thể nó đến từ đối thủ của họ. Đối thủ ở những trận đấu trước thì thực sự không tạo ra được khó khăn cho Thái Lan. Và trận đấu này thì khi U22 Việt Nam cũng không đưa ra một đội hình mạnh nhất và chơi với một sự máu lửa, một quyết tâm cao nhất, thì chúng ta cũng nhìn thấy U22 Thái Lan họ chơi một cách rất nhẹ nhàng. Chưa lúc nào chúng ta thấy họ đẩy trận đấu lên với một tốc độ cao nhất. Chưa lúc nào chúng ta thấy được pressing với một cường độ cao nhất. Đó có thể là U22 Thái Lan giấu bài, nhưng nó cũng sẽ là một câu hỏi. Vậy thì nếu như U22 Thái Lan rơi vào một hoàn cảnh khó khăn thì đội bóng này sẽ phản ứng như thế nào? Tinh thần và bản lĩnh của họ sẽ ra sao? Đó cũng sẽ là một câu hỏi mà có thể chúng ta chỉ nhìn thấy được ở giai đoạn thi đấu cấp vào trực tiếp. Hoàn toàn có thể là như vậy. Bóng đá trẻ thì vẫn có những sai số, thậm chí là sai số lớn. Và đó chính là lý do tôi đặt vấn đề nếu như cả hai đội U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giải quyết được các đối thủ tại vòng bán kết và các đại nhân trong trận chung kết, chúng ta đó là gì sẽ xảy ra? Và đây là những cán cân vẫn nghiêng về phía U22 Thái Lan, đó là điều mà chúng ta không cần bàn cãi. Đúng chứ. Nhưng khi còn một trận đấu thì ban huấn luyện của hai bên sẽ có những biên bao hai đấu khác nhau và thầy trò huấn luyện viên Tuje sẽ không phải không có cơ hội của riêng mình. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng, hiệp đấu đầu tiên. Thi đấu mà U22 Việt Nam đang bị dẫn trước, nhưng xét về mặt thế trận thì các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng thi đấu không quá tệ, không quá nét thế so với đối thủ được đánh giá là mạnh hơn. Và xử lý không tốt của Hồng Kông bên Jonathan Kemdi, cũng là Jonathan Kemdi, đây là một pha bóng sở trường của Jonathan Kemdi. Setasit Anan Yusangwa, Hồ Văn Cường đã kịp lui về phòng ngự. Chat Mông Cun, pha phòng ngự hay của Hồ Văn Cường, rất nhịp nhàng. Lý Xuân Tiến và có ít cầu thủ áo đỏ tham gia tấn công, và Lý Xuân Tiến đã có một tình huống chuyền bóng sai, mặc dù cũng đã có tác động đối thủ vận của U22 Thái Lan. Chúng ta nhận thấy là trong khoảng 10 phút vừa qua thì chúng ta có những cơ hội để có thể tổ chức phản công. Ngôi dàn của Malaysia và thứ hai bên bóng đó thì bị gãy từ bị sớm bởi chúng ta xử lý cá nhân. Khoảng cách giữa cầu thủ tấn công của chúng ta rõ ràng là quá xa, và những giải pháp mà cầu thủ đỏ lựa chọn phần lớn là bất hợp lý. Ví dụ như động tác đột phá này để có thể loại bỏ được cầu thủ Dương thì đó sẽ phải là một động tác cực kỳ mềm mại, cực kỳ khéo léo
đó là chưa kể đến việc đây là cái đường sẽ chạy bóng sẽ được đẩy lên phía trước thì hoàn toàn sẽ là cơ hội để người bóng lót của họ xuất hiện. Hy vọng chúng ta ở làm đôi số 4 và đây là Irapa Jonathan Kennedy. Jonathan Kennedy trở về thi đấu tại Thái Lịch và anh vẫn mang những nét chơi giống như những gì đã được tập luyện tại châu Âu với một phong cách chơi bóng rất hiện đại. Rất ít khi pha bóng cắt bóng là sẽ thực hiện những đường chuyền đi phía trước và thậm chí là sẵn sàng dẫn bóng lên phía trước giống như tình huống tấn công vừa rồi. Pha bóng hay của Lepando. Ngày nay thì U22 Việt Nam đang không có được sự góp mặt của Văn Tùng, người đang chơi hiệu quả nhất trên tấn công của đội bóng áo đỏ. Vừa đã có được 4 bàn thắng cho đến lúc này. Văn Tùng đang làm chúng ta gợi nhớ đến Anh Đức, một mẫu trung phong có thể hình tốt, khả năng tì đè và đặc biệt là khả năng dứt điểm, chọn vị trí dứt điểm rất tốt trong khu vực 16m đường. Và đúng lúc này, trọng tài Amban đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu hiệp đấu đầu tiên. Của VTV Cup, các bạn khán giả của OneFootball thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với Prince Stadium để chứng kiến hiệp 2 cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Trận đấu cuối cùng của bảng B, trận đấu quyết định đội bóng sẽ xếp thứ nhất và đội bóng xếp thứ hai để lọt vào vòng đấu bán kết. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U22 Thái Lan. Và đây là cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam, cú dứt điểm của Văn Trường. Bắt đầu vào hiệp 2 thì U22 Việt Nam đã có những sự thay đổi người. Võ Minh Trọng và thay cho Đinh Xuân Tiến. Và Phát Tấn Tài cũng đã vào sân để thay cho Trần Quang Thịnh nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu bán kết. Sẽ có những sự điều chỉnh với huấn luyện viên Chu Di, Lương Duy Cương sẽ là trung vệ chính giữa và Tấn Tài lệch trái. Với Võ Minh Trọng vào sân thì Võ Đàn sẽ được đẩy lên trên cao hơn. Đây là Phất Lâm Khang rất đàn nặng. Hôm nay Khang sẽ có trận đấu đúng một ngày sinh nhật thứ 20 của mình. Rất nguy hiểm, phá bóng chuẩn của Chea Phi Phát. Bên phía U22 Thái Lan cũng đã có sự thay đổi người. Son Chai Hong Chang đã vào sân để thay thế cho Jonathan Kennedy. Son Chai là trung vệ số 1 của U22 Thái Lan trong trận đấu đã qua tại vòng bảng. Thêm một pha lên bóng của U22 Việt Nam nhưng cú đá không trúng đích. Và dứt điểm của Minh Trọng. Trận đấu gặp U22 Malaysia là trận đấu tốt của Minh Trọng, lên công về thủ và đã tạo ra được tình huống chuyền bóng kiến tạo giúp cho Phan Tùng nhân đôi cách biệt. Ở pha bóng đó thì Phan Tuấn Tài cũng đã thực hiện đường chuyền vượt tuyến có chất lượng, có thể nói là xuất sắc. Song Chai, cầu thủ U22 Thái Lan đang thực hiện tình huống thoát pressing nhưng không thành công. Tình huống chờ bóng rất đáng tiếc của U22 Việt Nam. Và cái điểm rất nguy hiểm của Ngọc Thắng và đã có lỗi kê chân nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Ngọc Thắng đang tỏ ra rất đau. Một tình huống ham bóng của trung vệ bên phía U22 Việt Nam, nhưng tình huống vào bóng bằng gầm giày trước đó của Chai Pipat cũng là thực sự nguy hiểm. Bàn luyện U22 Việt Nam đã phản ứng dữ dội với tình huống này. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng với những động tác diễn tả hết sức rõ ràng. Pha bóng này ở ngoại hạng Anh, ở châu Âu hoàn toàn có thể rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh Tùng ạ. Đây là một động tác phóng cả hai chân vào hướng có thể nói là rất nguy hiểm của đối thủ. Một tình huống mà xử một cách nghiêm túc thì hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ chứ không phải chỉ là thẻ vàng.
Pha bóng này nghiêm trọng hơn rất nhiều những tình huống mà chúng ta nhìn thấy Casemiro phải nhận thẻ đỏ đúng không ạ? Nhưng SEA Games thì không có VAR. Và ở giải đấu năm nay chúng ta cũng đã thấy nhiều quyết định của trọng tài nó chỉ mang tính tương đối. Rất may là Ngọc Thắng đã có thể đứng lên và tiếp tục thi đấu. Thậm chí là tôi cũng chưa nhìn thấy là liệu ông trọng tài có rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Chai Pipat hay không. Tôi nghĩ là không hề có chiếc thẻ nào. Tình huống đã trôi đi. Và vừa rồi cũng không phải là một quả phạt. Cầu thủ vừa phá bóng bên phía U22 Thái Lan là trung vệ mới vào sân Song Chai. Những phút đầu tiên ở hiệp thi đấu thứ hai là quãng thời gian mà đội bóng đỏ đã chơi hứng khởi, ép sân. Đầu hiệp 1 chúng ta cũng đã bắt đầu bằng một cách tương tự, nhưng bất ngờ bị thua. Điều đáng nói là sau tình huống để thua thì U22 Việt Nam đã chơi với một chất lượng tương đối ổn định. Thậm chí cũng đã có được những pha bóng tiếp cận được với cầu môn đối phương. Và nếu như may mắn hơn cũng có thể đã có được bàn thắng cho đội bóng áo đỏ. Cái bóng nguy hiểm vẫn còn. Lê Quốc Nhật Nam. Rất tiếc là Nhật Nam lại đi bóng ra ngoài hành lang biên mất rồi. Võ Minh Châu, vẫn là Võ Minh Châu. Thôi, không được. Những đường chuyền cuối cùng, những tình huống xử lý cuối cùng của các thủ U22 Việt Nam trong phút đã qua là chưa thực sự hợp lý. Tuy nhiên sự hứng khởi, sự táo bạo là điều mà tôi đã nhìn thấy trong cách chơi của U22 Việt Nam ở những phút vừa rồi. Đó là những chi tiết cần thiết ở trong một trận đấu như thế này. Thắng thua không phải là mục tiêu lớn nhất để chúng ta phân đấu, nhưng chúng ta quyết đấu để chúng ta khẳng định được những gì chúng ta đã có. Và với cái cách mà chúng ta đứng dậy sau vấp ngã như ở những phút đã qua thì chúng ta có quyền tin rằng nếu như gặp lại, chúng ta hoàn toàn có thể đương đầu với Thái Lan bằng một chất lượng chơi cải thiện hơn, và đặc biệt là sự tự tin sẽ lớn hơn. U22 Thái Lan bắt đầu có những sự thay đổi người để đảm bảo lực lượng cho vòng đấu tiếp theo. Nhiều khả năng Chea Pipat sẽ được thay ra. Cầu thủ vừa có tình huống va chạm với trung vệ Ngọc Thắng của U22 Việt Nam. Người vào sân thay thế cho Chea Pipat là Jacapong. Jacapong đang thi đấu tại giải Thái League 2 trong màu áo Unai Thani. Hàng Tuấn Tài và Leon Jim. Achipon trẻ đẻ rất khéo. Đó là những cầu thủ trẻ tấn công có thể hình tốt của U22 Thái Lan. Ketasit. Khuất Văn Khang. Sự kết nối tốt. Văn Trường. Giữ bóng hay. Bắt đầu xuất hiện những tình huống vào bóng rất mạnh của các cầu thủ U22 Thái Lan. Lần này thì chắc chắn phải có thẻ. Hai chiếc thẻ vàng dành cho một pha bóng. Một là thuộc về Dolo và chiếc thẻ vàng còn lại thuộc về Anan Gosangwa. Thẻ vàng xứng đáng dành cho Anan Gosangwa với tình huống phạm lỗi với Văn Trường trước đó. Và khi Ngọc Thắng băng lên thì Efan Dolo cũng có một pha vào bóng rất hết sức nguy hiểm. Chea Pipat rời sân và vào sân là Jacapong, trung vệ lệch trái của U22 Thái Lan. Người thứ hai vào sân là Chanarong, thay thế cho Leon Jin. Chanarong là gương mặt ấn tượng nhất của U22 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Tiền vệ mà số 7 chơi lệch biên.
có cái chân trái cực kỳ khéo léo. Với những con người đã được đưa vào sân từ ghế dự bị, có thể hiểu là đội Thái Lan đã có được những nhân vật đủ đường chính. Chúng ta sẽ chờ đợi những phút thi đấu tiếp theo họ sẽ kiểm soát trận đấu như thế nào. Nhưng trước tiên bây giờ là lúc mà U23 Việt Nam đang chơi tốt. Cú đá phạt trúng đích. Tuy nhiên chưa có bàn thắng. Dứt điểm. Ôi, tỷ số là 4-0. Đó là Lê Quốc Nhật Nam. Cuối cùng thì Thi Raoult cũng đã phải vào lưới chơi bóng. Bàn thắng gỡ hòa là hoàn toàn xứng đáng cho U23 Việt Nam. Sự quyết tâm, sự táo bạo của cầu thủ áo đỏ trong những phút vừa rồi đã tạo ra một thế trận tốt với liên tiếp những tình huống nguy hiểm. Thi Raoult đã chơi không tốt trong tình huống cản phá của quả đá phạt. Những điều đáng nói là ở những pha bóng tiếp theo thì U23 Việt Nam đã tỏ ra sự sẵn sàng với lực lượng rất đông có mặt trong vòng cấm của đối thủ, và chúng ta đã tận dụng được thời cơ với cú đá cuối cùng của Lê Quốc Nhật Nam. Tôi vừa đếm có tới 6 cái bóng áo đỏ trong tình huống tấn công vừa rồi. Một áp lực có thể nói là tuyệt vời, một sự quyết tâm rất lớn. Cú sút phạt trước đó của Khuất Văn Khang cũng là hiểm hóc, bóng đi bật đất và thủ thành Thi Raoult đã không có được một tình huống xử lý thực sự tốt. Pha tranh chấp sau đó khi mà một cầu thủ của chúng ta bị đẩy ngã trong khu vực 16-30, nhưng những nhịp đấu còn lại đã tiếp tục pressing, giành bóng và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Khuất Văn Khang, đó là một tình huống xử lý nhanh của Khuất Văn Khang, nhưng rất tiếc là cú đá của Khang hơi thiếu lực. Cho dù bóng đã chạm một cầu thủ phòng ngự bên phía Thái Lan, nhưng nó chưa đủ khó để có thể khiến cho thủ thành Thi Raoult một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng tinh thần của U23 Việt Nam đang thực sự là rất tốt. Những phút thi đấu vừa rồi một lần nữa lại cho chúng ta một dẫn chứng hết sức cụ thể về sự sai số của một đội bóng đá trẻ. Cầu thủ Thái Lan là những người được đánh giá rất cao, chất lượng của họ là miễn bàn. Nhưng trong khuôn khổ của một giải đấu trẻ thì khi gặp một đối thủ có một quyết tâm cao như Việt Nam thì sai sót của cầu thủ Thái Lan cuối cùng cũng đã bị bộc lộ. Vấn đề là ông Tuzier và các học trò sẽ ứng xử ra sao ở những phút tiếp theo. Chúng ta liệu có duy trì được nhịp chơi tốt và kiểm soát được trận đấu trước khi hy vọng có được một bàn thắng nữa hay không? Cú mở bóng của Đô Lo. Anan. Nguy hiểm. Pha tung người bắt bóng của Đoàn Huy Hoàng. Tình huống bắt dính bóng rất đẹp mắt của Đoàn Huy Hoàng, thủ môn sinh năm 2003 của đào tạo Viettel. Người đã thực hiện cú lắc đầu kỹ thuật đó là Anan Ngosangwa. Trong pha tranh chấp vừa rồi thì tôi cảm nhận là Lương Duy Cương một lần nữa lại bị chậm. Còn Ngọc Thắng thì đang có dấu hiệu chuột rút ở phút thứ 58. Điều này cũng là dễ hiểu vì đây mới là những phút thi đấu đầu tiên, trận đấu đầu tiên của Ngọc Thắng. Và trung vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi tốt trong trận đấu ngày hôm nay, công thủ rất toàn diện. Nhưng việc một quãng thời gian rất dài không được thi đấu rất dễ cho khiến cầu thủ không có được nhịp thi đấu và mạch thi đấu một cách tốt nhất. Chưa kể là những yếu tố về mặt tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến trạng thái thể lực của các cầu thủ. Ở vị trí này chúng ta vẫn còn Vũ Tiến Long. Huỳnh Công đến. Ngọc Thắng. Phút đầu tiên của hiệp 2 là quãng thời gian mà U23 Việt Nam đã chơi rất tốt với nhịp điệu, với sự quyết tâm, và trong cường độ chơi như vậy với sức ép mà chúng ta tạo ra, U23 Việt Nam đã có được bàn gỡ.
phản ứng của U22 Thái Lan trong những phút đã qua của hiệp thi đấu thứ hai là một loạt những tình huống thay đổi người. Họ cũng đã vùng lên sau bàn thua bị gỡ hòa. Nhưng trận đấu này thì trái bóng đang nằm trong chân của U22 Việt Nam một cách tương đối chắc chắn. Lực lượng cổ động viên, những người ủng hộ cho U22 Việt Nam trên khán đài của Sun Prince và lúc này là hoàn toàn vượt trội và họ xứng đáng được tưởng thưởng. Màn trình diễn của U22 Việt Nam trong những phút đã qua là rất đáng khích lệ. Phút thứ 60 của trận đấu và tỷ số đang là 1-1. Kết quả này không đủ để cho U22 Việt Nam có thể thay đổi được vị trí của bảng xếp hạng. Cần một bàn thắng nữa nhưng không thể là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải nghĩ đến vào lúc này, hoàn toàn là có thể. Bóng đá trẻ luôn có những sai số. Đội Thái Lan, đội mạnh nhất, cũng đã bộc lộ và trong quyết tâm cao thì những cầu thủ vốn không phải là những người thường xuyên được đá chính của U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra được những tình huống đột biến. Đó là điều mà tôi và anh Phương Nam đã chia sẻ trong hiệp 1 của trận đấu này. Và thực tế ở những phút vừa qua chúng ta đã được thấy điều đó rất rõ. Mỗi đội đều có những toan tính riêng của mình, có những toan tính là tương đối giống nhau. Khi mà lực lượng không phải là mạnh nhất ở đường xuất phát để giữ sức cho đội hình chính và hoàn toàn có thể có sự luân chuyển ở phần còn lại của trận đấu để đảm bảo thể lực cho nhiều cầu thủ nhằm hướng tới các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng mỗi đội cũng đều sẽ có sự tích lũy sau những trận đấu như thế này. Và với đội tuyển U22 Việt Nam thì chắc chắn sẽ là một sự tích lũy lớn, không chỉ về mặt chuyên môn mà là về mặt tâm lý thi đấu, là sự tự tin. Có lẽ cổ động viên bóng đá Việt Nam sau khi xem trận đấu này họ cũng sẽ tự tin hơn, anh Phương Nam. Chính xác là như vậy. Chúng ta cũng đang cảm nhận cầu thủ của chúng ta cũng đang lớn dần lên từng ngày, từ sự mờ nhạt và thất vọng trong trận đấu với Lào đến rất nhiều niềm tin. Cuộc đối đầu với Malaysia lại là một trận đấu mà chúng ta đã trưởng thành về mặt tinh thần, tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Đến cuộc đối đầu với Thái Lan, nó lại cho thấy được những mặt mạnh khác đến từ các cầu thủ trẻ, có thể là những nhân tố dự bị, nhưng khi được trao niềm tin họ cũng đã cháy hết mình và thể hiện được năng lực của họ. Giống như trường hợp của Lê Quốc Nhật Nam, người cũng đã chơi hay ở khu vực tuyến giữa ngày hôm nay. Giống như Ngọc Thắng, người có những phút thi đấu đầu tiên tại SEA Games nhưng không hề e sợ. U22 Việt Nam chuẩn bị tiếp tục có những sự thay đổi người. Huấn luyện viên Philip Chuje bắt đầu tính toán đến những trận đấu tiếp theo. Người một trong hai cầu thủ chuẩn bị vào sân là Thái Sơn. Nhật Nam, khoảng cách là đã hợp lý hơn rất nhiều anh Nam ạ. Rõ ràng là khi tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ của chúng ta được cải thiện thì hình thái thi đấu của họ cũng sẽ tiến bộ theo. Khoảng cách giữa cầu thủ ở thời điểm này chỉ đấu đó khoảng hơn 10 mét, và như thế có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra được sự liên lạc hợp lý trong những pha tổ chức. Nhưng pha chuyền bóng dài vừa rồi của Liên Quốc Việt Nam thì lại không đủ cảm giác. Thái Sơn và Thanh Nhàn đã vào sân. Thái Sơn đang đá cặp tiền vệ trung tâm với Lê Quốc Nhật Nam và Thanh Nhàn sẽ là một trong ba cầu thủ chia hàng tấn công. Những phút cuối, tốc độ của Thanh Nhàn cũng sẽ là điều mà chúng ta quan tâm. Anh Phương Nam có nghĩ đến phương án 10-15 phút cuối trận Lê Văn Tùng sẽ xuất hiện trên sân không? Dù sao đi nữa, cảm giác ghi bàn, phong độ ghi bàn của Văn Tùng vẫn là một điều gì đó đáng để chờ đợi. Và có lẽ đó là niềm hy vọng lớn nhất ở khu vực trước cửa môn của chúng ta. Chúng ta đang được thấy Văn Tùng đang ở một điểm rơi phong độ tốt với khả năng tận dụng cơ hội, có thể nói là một cách triệt để.
tất cả những tình huống dứt điểm của Văn Tùng ở giải đấu năm nay đều rất hay. Nếu như quả penalty ở trận đấu gặp Malaysia không thành công thì ngay sau đó lại là sự sẵn sàng với quyết tâm rất cao ở tình huống bóng hai, và vẫn là bàn thắng dành cho Văn Tùng. Nhưng tôi ấn tượng nhất với tình huống đánh đầu trong trận gặp Malaysia thì đó là một sự kết thúc hoàn hảo, nó có độ chuẩn xác rất cao, nó đúng ở việc chọn vị trí cũng như chọn cách tiếp cận với vai trò của một trung phong. Chúng ta đang kết nối tốt. Hồ Văn Cường, đường truyền của Khuất Văn Khang rất chuẩn, và tạt là của Võ Minh Trọng. Khi chúng ta nhìn đến quả tạt của Võ Minh Trọng, chúng ta sẽ nhớ đến Văn Tùng. Bởi vì nếu như có Văn Tùng thì chúng ta sẽ có được một cầu thủ có khả năng băng cắt, có khả năng chọn vị trí và kết thúc những tình huống dứt điểm. Chúng ta hãy nhớ lại bàn thắng vào tỷ số của Văn Tùng vào lưới đội tuyển Lào. Nó chưa hẳn là cơ hội, nhưng Văn Tùng đã chuyển hóa thành bàn thắng. Một tình huống dứt điểm bằng đầu ở vạch 16m50. Với tình huống xử lý của Văn Tùng ở bàn thắng vào lưới của đội Lào thì tôi lại nhớ hình ảnh của Đang Đa, tiền đạo kỳ cựu, người luôn giữ những kỷ lục về những lần ghi bàn trong bóng đá của các đội tuyển quốc gia Thái Lan. Vóc dáng cũng vậy, động tác cũng không thừa, và quan trọng là luôn luôn biết chọn thời điểm để tung ra những cú dứt điểm hợp lý. Vừa rồi là pha bóng có sự hiện diện của Chanarong, cầu thủ đang được kỳ vọng nhất trên tấn công của đội tuyển U22 Thái Lan. Và đây cũng là một trong những át chủ bài của U22 Thái Lan, Terasak. Terasak cùng với Gosakon là những cầu thủ đã ghi được cú đúp trong trận đấu với Lào ở lượt đấu thứ 3. Terasak vào sân để thay thế cho tiền vệ Thirapa. Terasak Pelbinon là một trong những cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng nhất tại Thái League mùa này. Anh thuộc biên chế câu bộ Cảng Thái Lan, câu bộ do chủ tịch Malampang dẫn dắt. Terasak đã có được 8 bàn thắng tại Thái League mùa này. Con số thực sự là ấn tượng, cho dù anh chỉ thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị. Nếu xét về phiên bản của Danda thì Terasak cũng là một trong những cầu thủ mang dáng dấp của Danda, chiều cao lý tưởng, cách hoạt động, cách chơi. SEA Games năm nay thì Terasak cũng đã có được 3 bàn, một bàn thắng trong trận đấu với Philippines và cú đúp bàn thắng trong trận đấu với Lào. Vũ Tiến Long sẽ vào sân để thay cho Ngọc Thắng. Ngọc Thắng đã thi đấu tốt trong khoảng 67 phút anh có mặt trên sân, với một tâm lý tự tin, những tình huống phòng ngự tập trung để khóa được ngòi nổ Anan Jusangwa từ phía ngoài Thái Lan. Và Ngọc Thắng cũng có những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công một cách tương đối hiệu quả. Với Vũ Tiến Long thì chúng ta sẽ có được một cầu thủ phòng ngự mạnh mẽ hơn, nhìn xét về khả năng kiểm soát bóng và hỗ trợ tấn công. Có cảm giác như Ngọc Thắng còn làm tốt hơn cả Tiến Long. Thái Sơn dừng bóng rất hợp lý. Điều kiện mặt sân lúc này thực sự là rất kém rồi. Các cầu thủ thì rất vất vả trong việc không chơi bóng khi quỹ đạo đi luôn thay đổi bất thường. Mặt sân Prince vốn đã không thực sự tốt, lại phải trải qua một chuỗi ngày thi đấu có thể nói là rất dày. Đó là chưa kể đến những cơn mưa. Và cho đến thời điểm này thì đó quả thật không phải là một điều kiện lý tưởng để cho cầu thủ có thể phô diễn những phẩm chất kỹ thuật của mình. Văn Trường, Minh Trọng, Thanh Nhàn rất tỉnh táo, dứt điểm, đá nhẹ
nhưng đó là một loạt những pha kết nối có thể nói là chất lượng của U22 Việt Nam. Hơi tiếc một chút cho pha chạm cuối cùng của Văn Trường mà thôi. Những động tác xoay người để đi vào trong rồi thực hiện cú dứt điểm của Văn Trường là một động tác mà tôi đánh giá cao. Đó chính là một thái độ thi đấu tự tin, là sự linh hoạt, sự sáng tạo đã được bộc lộ. Cho đến lúc này của hiệp 2 thì thế trận là của U22 Việt Nam. Chúng ta chơi nhìn hơn đối phương, và cho dù đối phương cũng đã có một loạt những sự điều chỉnh của ban nhân sự, nhưng chưa có gì khác biệt trong những pha lên bóng của đội bóng áo xanh. Anan rất chính xác. Đoàn Huy Hoàng đã chơi tốt thêm một lần nữa. Có va chạm với cầu thủ đối phương và Huy Hoàng đang lăn lộn trên sân. Có vẻ như đó là va chạm với Achithon, người đã mở tỷ số của trận đấu. Đây là những pha chơi bóng khá kinh nghiệm của Anan. Nhưng phải nói rằng U22 Việt Nam đã tích lũy được những kinh nghiệm. Với các máy quay trận vừa rồi thì có vẻ như cái chân của Achithon đã vùng trúng cơ thể của Đoàn Huy Hoàng. Một động tác thừa của Achithon. Phút thứ 70 của trận đấu, tỷ số đang là 1-1. Nhưng trên sân ở những phút vừa qua là khoảng thời gian mà chúng ta có được nhiều cảm hứng nhờ cách kết nối của cầu thủ áo đỏ. Tình huống vung chân của Achithon đã va chạm vào phần gáy của thủ môn Đoàn Huy Hoàng. Đó là một động tác vào bóng hết sức nguy hiểm. Đấu đầu tiên của Đoàn Huy Hoàng và thủ môn chuyển thành từ vào đội đạo Việt Theo đã chơi tốt. Chúng ta cùng xem lại cú đá rất nguy hiểm. Pha bóng này hoàn toàn có thể rút ra một thẻ vàng cho Achithon. Chắc chắn là đinh giày của Achithon đã chạm vào người của Đoàn Huy Hoàng. Không phải ngẫu nhiên mà ngay tức đạo diễn hình đã hướng đến vị trí của Achithon với cú đá nguy hiểm vừa rồi. Đoàn Huy Hoàng chỉ có chiều cao là 1m76, nhưng đây cũng là một trong những thủ môn trẻ hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Huy Hoàng đang tiến bộ theo phiên bản của Nguyên Mạnh, một thủ môn cố gắng phát huy những phẩm chất, những kỹ thuật điêu luyện, khả năng phản xạ nhanh cùng với khả năng chơi chân tốt. Cũng không ít lần Huy Hoàng đã khẳng định thần tượng của Hoàng là anh Nguyên Mạnh, một người cũng đã từng có thời gian thi đấu tại Viettel. Thái Sơn nỗ lực cứu bóng của Minh Trọng. Đây là Purachet, phát hiện mới của U22 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Tiền vệ mang áo số 14 là một trong những cầu thủ chơi sáng tạo và kỹ thuật ở khu vực tuyến giữa của U22 Thái Lan. Thái Sơn. Chơi trung lộ. Phạm Lỗi. Quả phạt là chính xác cho U22 Việt Nam. Người đã phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Jacques Lapong. Đó là pha đi bóng của Thanh Nhàn. Dướng tuyệt vời là một trong những điểm mạnh của Thanh Nhàn. Khi còn thi đấu ở giải nhất thì Thanh Nhàn được mệnh danh là người không phổi. Góc sút của quả đá phạt này là rất rộng. Khả năng phòng ngự của thủ môn Kirawood
thì không phải ở mức độ tối ưu. Đây thực sự là một cơ hội. Hãy đặt trái bóng vào trong khuôn khổ khung thành của đối phương và sẵn sàng với tình huống bóng hai. Và cơ hội hoàn toàn có thể sẽ thuộc về Khuất Văn Khang. Không được. Bóng đã đi trúng khung thành, nhưng đó là pha bóng mà Thierut đã làm tốt công việc của mình. Đó là pha bóng mà Khuất Văn Khang đã quyết định sút lách hàng rào. Một cú đá căng uy lực nhưng lại đúng vào vị trí mà Thiago đã chọn. Đó không phải là một cú đá lượn cầu vồng qua rào như Khuất Văn Khang đã từng thể hiện khi còn thi đấu trong màu áo của U15 Việt Nam. Sau ngày hôm nay thì môn bóng đá nam sẽ chia tay sân vận động này và tất cả các trận đấu còn lại sẽ chuyển về thi đấu tại sân vận động Olympic quốc gia. Các trận bán kết của môn bóng đá nam sẽ diễn ra chỉ 2 ngày sau trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Một mật độ thi đấu có thể nói là rất dày, nhưng đây là điều đã trở thành thông lệ, quá quen thuộc với SEA Games. Để đáp ứng được mật độ thi đấu dày như thế này thì chắc chắn là các huấn luyện viên cần phải có một lực lượng đủ chất lượng và cần phải xoay tua. Và điều đó đã đến với cả hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Có rất nhiều những cầu thủ dự bị được đưa vào sân. Anh Nam có thể nhận thấy là tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta đã được cải thiện một cách đáng kể. Những tình huống bóng hai của U22 Việt Nam trong hiệp 2 đã được nâng lên một mức mà tôi cho rằng là lý tưởng. Đó là một điều mà có lẽ trước khi trận đấu này diễn ra chúng ta cũng khó hình dung, vì chất lượng của U22 Thái Lan là rất tốt, nhưng rõ ràng là U22 Việt Nam đã chơi bằng một thái độ hết sức là tự tin, táo bạo, và nó đã khiến cho đối phương cũng phải có những tình huống mắc sai sót. Ai cũng vậy thôi, khi đối mặt với những đối thủ có thể nói là chơi quyết tâm và có chất lượng ổn định như vậy thì cũng hoàn toàn có thể không còn là chính mình. Tôi và anh Quang Tùng đều mong muốn là các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ có thêm một bàn thắng nữa để có thể giành được chiến thắng trong trận đấu này. Chiến thắng trong trận đấu này thì ngoài việc chúng ta sẽ có được ngôi vị đầu bảng, chúng ta sẽ cơ hội không được. Rất tiếc, đó là tình huống căng ngang không tốt của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường đã có khá nhiều lần thực hiện được những tình huống xâm nhập xuống đáy biên, nhưng rất tiếc là hậu vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã chưa có được những đường truyền đủ tốt để mang lại những cơ hội cho U22 Việt Nam. Trên khán đài của Sunprint vừa rồi chúng ta đã thấy sự xuất hiện của ban huấn luyện đội tuyển U22 Indonesia. Tất nhiên rồi, đây là lúc mà họ cần phải quan sát những đối thủ mà họ sẽ phải gặp ở vòng đấu tiếp theo. Chưa thể xác định một cách chính xác là ai, cho dù vào lúc này tạm thời vẫn sẽ là U22 Thái Lan là đội nhất bảng và đối thủ của U22 Indonesia tạm thời sẽ là U22 Việt Nam. Nhưng với khí thế và chất lượng chơi của U22 Việt Nam ở những phút thi đấu vừa rồi thì không thể nói trước điều gì. Chỉ cần một bàn thắng nữa thôi thì mọi chuyện sẽ đảo ngược. Trong pha bóng gần nhất của đội tuyển U22 Việt Nam, khi mà Hồ Văn Cường phát xuống, chúng ta một lần nữa lại được chứng kiến sự tự tin và chất lượng chuyên môn nó đi cùng nhau hợp lý như thế nào. Có điều đáng tiếc là ở pha bóng cuối cùng thì Hồ Văn Cường đã không thể thắng được trung vệ Song Trai. Thực ra ở pha bóng đó thì tôi đánh giá tình huống phòng ngự của Song Trai ở một trận bóng rất cao. Đó là kết quả của một tình huống xử lý của một cầu thủ có bản lĩnh. Song Trai cũng là một trong những nhân tố chủ lực của U22 Thái Lan giải đấu năm nay, trung vệ thi đấu chính thức trong đội hình của John Bury. Phan Tuấn Tài, Thái Sơn. Lần đầu tiên ở SEA Games 32, U22 Thái Lan đang phải căng mình ra để phòng ngự, điều mà họ chưa hề gặp lại ở những trận đấu trước đó.
Giống như những gì mà tôi đã chia sẻ, tôi và anh Tùng đều rất mong chúng ta sẽ có được thêm bàn thắng và có được chiến thắng. Nhưng kể cả trong trường hợp chúng ta không thắng trong trận đấu này, với tinh thần, khí thế và quyết tâm này, tôi nghĩ rằng U22 Việt Nam đã khiến cho những đội bóng ngồi trên khán đài theo dõi chúng ta cảm thấy lo ngại. Chính xác là như thế. Chúng ta chơi không bằng đội hình mạnh nhất, chúng ta vẫn có được những phương án có thể nói là hợp lý. Trong cách chơi này của ông Philippe Trugier, anh Nam có thể nhận thấy là vai trò của các thủ chạy biên đang được đẩy lên ở mức độ ngày một quan trọng hơn. Hồ Văn Cường bên phía cánh phải và Võ Minh Trọng bên phía cánh trái, họ đều là những cầu thủ có tốc độ, có sức mạnh và những quả tạt của họ nhìn chung có độ ổn định tương đối cao. Duy trì được nhịp chơi như thế này thì phần còn lại với công việc của Văn Tùng, nếu như Văn Tùng đá chính, mọi chuyện có thể sẽ trở nên hết sức phức tạp với các phòng ngự đối phương. Thanh Nhàn thoát bóng hợp lý, chuyền bóng cũng rất hợp lý. Văn Trường được chuyền vào để bóng cứu được. Rất đáng tiếc cho U22 Việt Nam, pha lên bóng có thể nói là rất bài bản. Người đã cắt mặt ở phía trong là Khuất Văn Khang, vẫn còn Thái Sơn, không vào, cú đá nhẹ vào góc gần. Cú đá của Thái Sơn thực sự là hiểm hóc, đó là một ý đồ rõ ràng của tiền vệ thuộc câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Thái Sơn đã đưa ra lựa chọn dứt điểm vào góc gần. Và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống chuyển đổi rất hay của thủ U22 Việt Nam. Chỉ thiếu khoảng 20cm với cú sạc này của Khuất Văn Khang, hoặc là Khang sẽ vào sớm hơn nửa nhịp và tiếp bóng thành công, thì đó sẽ là một bàn thắng rất đẹp, rất mẫu mực và hiện đại. Nó bắt nguồn từ tình huống giành bóng và thoát pressing của Thanh Nhàn, đường thả bóng vừa tầm, pha di chuyển thông minh của Văn Trường, và cùng với đó là một cú căng ngang hoàn hảo. Chỉ tiếc là Văn Khang vào chậm nửa nhịp. Còn tình huống dứt điểm sau đó của Thái Sơn cũng là một pha dứt điểm chất lượng, chỉ tiếc là lực đi hơi nhẹ. Cú đá tạo ra sự bất ngờ cho Thira Wood, nhưng lực đi nhẹ nên thủ môn của Thái Lan vẫn kịp xoay người và phản ứng. Tôi không rõ là ông Philippe Trugier sẽ là người bảo thủ đến mức độ nào, nhưng tôi tin rằng sau những phần thể hiện của cầu thủ U22 Việt Nam ở hiệp 2 của trận đấu này, ông sẽ phải trải qua một cơn đau đầu thực sự trong việc lựa chọn đội hình thi đấu cho trận đấu tiếp theo, trận bán kết của U22 Việt Nam, cho dù đối thủ là ai. Bởi vì rõ ràng là kíp đá của chúng ta trong hiệp thi đấu thứ hai này đang chơi một trận bóng đá đầy cảm hứng với một đội bán kết rất cao. Và đây lại là một pha lên bóng nữa. Văn Trường rất khôn khéo, dứt điểm. Có phần hơi vội. Trường thực sự rất thông minh trong những nhịp di chuyển để nhận bóng, tì người và kiểm soát bóng ở chạm đầu. Nhưng tình huống dứt điểm sau đó thì còn hơi non. Nhưng đúng là U22 Việt Nam đang chơi một thứ bóng đá chất lượng ở hiệp 2, đang khiến cho đối thủ mệt nhoài và phải đuổi theo chúng ta trong rất nhiều những tình huống lên bóng tốc độ. Quan điểm cá nhân tôi thì vẫn cho rằng trong cuộc đối đầu ở bán kết sắp tới, bộ khung sẽ vẫn là những cầu thủ thi đấu ở những trận đấu trước đó, nhưng những nhân tố đang thiếu trên sân sẽ là những phương án hai. Những cuộc đối đầu knockout rất căng thẳng, rất kịch tính, sẽ chiến đấu với nhau từng pha bóng, từng mét đất. Và những cái tên như Khuất Văn Khang, Văn Trường, thậm chí là có thể là Quốc Việt sẽ là những sự kỳ vọng của chúng ta cho những phương án tác chiến tiếp theo. Thái Sơn. Sau khi vào sân thì Thái Sơn dường như là người đá thấp nhất trong số các tiền vệ của U22 Việt Nam. Đá thấp như vậy nhưng đã có lúc Thái Sơn đến rất gần với khu 16-50 và có được cú dứt điểm. Khả năng cơ động của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philippe Trugier cho đến lúc này là hợp lý. Khi những cái đầu được giải quyết vấn đề tâm lý, sự ức chế không còn, sự thoải mái đi cùng với những bước chạy thì rõ ràng là sẽ có sự thanh thoát. Có thể đây không phải là một trận thắng,
nhưng U23 Việt Nam vẫn đang chơi một bóng đá mà tôi cảm nhận là tốt nhất kể từ đầu giải. Mặc dù trên giấy lúc này chúng ta không có tiền đạo đã ghi tới 4 bàn ở những trận đấu đã qua. Hoàn toàn đồng tình với nhận định của biên viên Quang Tùng. Đây là thứ bóng đá mà chúng ta mong muốn, chúng ta chờ đợi từ những cầu thủ trẻ. Một tinh thần thi đấu ngoan cường, một sự quyết tâm. Và về mặt lối chơi, chúng ta cũng có được sự gắn kết, sự tập trung. Rất nhiều những pha bóng các tiền vệ của U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình và chơi bóng hai, pressing, giành bóng ngay ở phần sân của đối phương. Và điều này đã khiến cho các cầu thủ của U23 Thái Lan cảm giác bị ức chế về mặt tinh thần. Một tình huống mà Terasak đã không thực sự muốn chơi bóng và anh đã phải nhận thẻ vàng. Ít nhất là 3 chiếc thẻ vàng đã được rút ra trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Chưa bao giờ U23 Thái Lan gặp khó khăn và bị nhiều sức ép đến như vậy ở giải đấu năm nay. Đúng là họ đã gặp phải những thời điểm bối rối trước màn thể hiện của U23 Việt Nam. Một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến sai số trong bóng đá trẻ. Phương Đức Khang đang chơi một trận đấu rất nỗ lực trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình. Khang đã tạo ra được nhiều điểm ấn trong nhiều điểm nhấn cho trận đấu ngày hôm nay. Chỉ tiếc là anh chưa thể ghi bàn. Thì gần như là Đoàn Huy Hoàng chưa phải làm việc quá nhiều. Cú chuyển bóng hơi mất tập trung của Lê Quốc Việt Nam. Những phút thi đấu cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức, tỷ số này chưa thể giúp được đội tuyển U23 Việt Nam có được vị trí đầu bảng. Nhưng cách chơi này đã giúp cho chúng ta có được niềm tin về những chặng đường tiếp theo. Terasic, Buracet. Buracet là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Bông Thông. Đúng là trong hiệp 1 của trận đấu này thì có đôi lúc chúng ta cảm nhận được Thái Lan trong thế dẫn trước có thể không giữ bóng nhưng họ vẫn khá sự thong dong. Nhưng ở hiệp thứ 2 thì không còn chuyện đó nữa rồi. Họ đã phải chạy theo trái bóng, chạy theo những bước chạy của U22 Việt Nam. Đuổi theo những gì mà U22 Việt Nam tạo ra là điều chẳng hề dễ chịu chút nào. Trong vị thế của một đội bóng được đánh giá cao hơn thì đương nhiên sẽ có sự ức chế. Thanh Nhàn vẫn còn. Phố Văn Càng được chuyển vào. Không được. Anh Tùng có thấy Song Trai vẫn là một điều gì đó rất khác, rất kinh nghiệm, rồi cực kỳ điềm đạm và chọn vị trí chuẩn mực, ngay cả những tình huống can thiệp cũng hết sức bình tĩnh và bản lĩnh. Thời gian còn lại của trận đấu không còn nhiều và đây là lúc mà các cầu thủ Thái Lan không vội vàng. Trên sân lúc này thì họ cũng đang có một cầu thủ cần sự chăm sóc của bác sĩ, đó là Chanarong. Nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia vào lúc 16 giờ. Trận đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Olympic Quốc gia. Đó là điều kiện thi đấu trên mặt sân Olympic Quốc gia. Thì quan điểm cá nhân tôi, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tốt hơn nữa, bởi vì chúng ta đang chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng và phối hợp ngắn nhỏ. Và điều kiện sân đấu Olympic Quốc gia thì như anh Tùng đã biết, đó là một điều kiện mặt sân hoàn toàn khác biệt so với sân Pring, điều kiện tiêu chuẩn quốc tế, và chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được khả năng kiểm soát bóng, cải thiện được tốc độ tấn công và cải thiện được sự chính xác trong những tình huống phối hợp cuối cùng.
Trong hiệp một của trận đấu này thì tôi và anh Nam đã nhắc đến giải đấu trên đất Brunei cách đây 24 năm, SEA Games cuối cùng dành cho các đội tuyển quốc gia. Đó là trận đấu mà anh Nam cũng đã tham dự. Và sau khi nhắc về trận đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng, chúng ta đã nhắc đến trận chung kết với những bàn thắng từ các cú sút xa của Tha Bạt Chai Damrong ông Rakun cũng như Dusit Chalamsia. Nhưng trước đó anh Nam còn nhớ trận bán kết, đó chính là trận bán kết gặp đội tuyển Indonesia. Bàn thắng của Hùng Sơn được thực hiện sau cú nhồi bóng của Đức Thắng, và người đã đỡ hụt trái bóng đó chính là Bima Sakti, trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games lần này. Bima Sakti là một tiền vệ trung tâm có tiếng của đội Indonesia, nhưng trong trận đấu đó thì anh được giao nhiệm vụ kèm Hồng Sơn. Khoảnh khắc phất quả bóng đó thực sự là một khoảnh khắc rất bất ngờ, và Hồng Sơn bằng bản lĩnh của mình đã ghim trái bóng vào lưới của đối phương, một cú đá bóng sống rất chuẩn xác. Đó là một pha bóng không thể nào quên, bởi vì đó cũng là một thời điểm mà lúc đó tôi cũng vừa mới vào sân, và trong tình huống tấn công đó thì đó là một bài của câu bộ quân đội, câu bộ thể công. Phương Nam là người chạy chéo để thu hút hàng phòng ngự của đối thủ về phía cánh trái. Hồng Sơn từ khu vực trung lộ sẽ lòn sang bên phía nách phải và thực hiện đường, nhận đường truyền của Đức Thắng. Một pha phối hợp và bàn thắng của anh Hồng Sơn cùng với cách chào theo kiểu nghi thức quân đội có lẽ là một trong những hình ảnh khó quên của bóng đá Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Năm phút đã bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số vẫn đang là 1-1. Trên sân lúc này là một quãng thời gian không còn có cường độ chơi cao của cả hai bên. Đó là cái cách mà cầu thủ Thái Lan chủ động níu giữ lại thế trận cần thiết để duy trì một kết quả hòa có lợi. Nhưng ở bên ngoài sân, chúng ta nhìn ở khu vực kỹ thuật cũng có thể thấy là ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam không có dấu hiệu của sự sốt ruột. Họ đã sẵn sàng với tình huống không thể thay đổi được tình hình, không thể đảo ngược được tình thế ở bảng đấu. Và tôi còn nhận thấy cả sự yên tâm mà họ có được sau khi nhìn các cầu thủ của mình thi đấu trong ngày hôm nay. Huy Hoàng, Tiến Long, đấu chính thức đầu tiên của Văn Trường, cầu thủ năm nay mới 20 tuổi, và đây có thể nói cũng là một trong những giải đấu lớn đầu tiên của Văn Trường trong màu áo của các đội tuyển trẻ quốc gia. Một cầu thủ có được tốc độ phát triển quá nhanh trong khoảng thời gian gần đây. Đầu tiên người ta biết đến Văn Trường đó là siêu phẩm của Trường ghi được trong trận chung kết U19 diễn ra hồi đầu năm ngoái, năm 2022. Và sau đó thì Văn Trường đã có một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Và điều đặc biệt đó là Văn Trường một cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, và lúc này thì đang được hướng đến đào tạo như là một vị trí tiền đạo mũi nhọn. Ở U20, Văn Trường cũng đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ở vị trí tiền đạo trung tâm, và Trường đã chơi tốt. Ngày hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình chính của U22 Việt Nam, Trường cũng đã cho thấy được sự hiệu quả với những lần chạm bóng tinh tế, những sự tư duy trong cách chơi và sự tự tin trong cách kiểm soát bóng của mình. Tôi nghĩ rằng trường hợp của Văn Trường chính là một trong số những trường hợp mà các huấn luyện viên nội muốn gợi ý để huấn luyện viên Philippe Touzé sử dụng nhiều hơn cho các phương án tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Cái cách mà Văn Trường đã kết nối cùng các đồng đội trong những phút đã qua thực sự đã đem đến niềm tin. Những pha bật từ 1-2 rất hay của Minh Trọng và Lê Quốc Nhật Nam. Chúng ta
ta vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục tấn công và tìm kiếm cơ hội, hỗ trợ nhau, kết hợp với nhau để giành bóng. Khôi Văn Khang, Phan Tuấn Tài. Hiệp 2 của trận đấu này có 5 phút bù giờ và chúng ta đang bước vào những giây thi đấu cuối cùng rồi. Rất có thể sẽ là một trận hòa và chúng ta không thể có được ngôi vị đầu bảng. Nhưng đây sẽ là một trận đấu đáng nhớ đối với các cầu thủ trẻ. Thêm một nấc thang nữa, thêm một sự tiến bộ nữa và thêm niềm tin nữa trong hành trình với chiếc huy chương vàng SEA Games ở mùa giải năm nay. Với những gì cầu thủ trẻ của chúng ta đã thể hiện sau khi bất ngờ bị đối phương dẫn trước, với sự thay đổi và vươn mình một cách mạnh mẽ ở hiệp 2 trong trận đấu với U22 Thái Lan ngày hôm nay, nó cho thấy rằng U22 Việt Nam đã sẵn sàng để đương đầu với những đối thủ mạnh nhất ở giải đấu năm nay. Và chắc chắn là sau trận đấu này thì huấn luyện viên Philippe Chuzier trong phần họp báo của mình cũng sẽ sẵn sàng tuyên bố hãy mang U22 Indonesia đến đây, chúng tôi đã sẵn sàng. U22 Indonesia là một đội bóng mạnh tại giải đấu năm nay. Họ đang là đội bóng có được hiệu suất thi đấu cao nhất với 4 trận toàn thắng, ghi được 13 bàn và để thủng lưới 1 bàn. Nhưng họ ở một bảng đấu quá dễ và cũng không có nhiều áp lực. Cũng giống như U22 Thái Lan trước khi gặp U22 Việt Nam, thi đấu rất thong dong như đi dạo. Nhưng hôm nay thì các thủ U22 Thái Lan đã mướt mồ hôi và họ có lẽ là đã thở phào nhẹ nhõm khi có được 1 điểm trước U22 Việt Nam. Trận đấu đã khép lại. Chúng ta chưa thể có được điều mình mong muốn, đó là một chiến thắng và ngôi vị đầu bảng. Nhưng cách mà U22 Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ và tạo ra nhiều khó khăn nhất cho đối thủ được đánh giá là ứng cử viên số 1.